Vừa qua tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị kết nối các sản phẩm OCOP và giới thiệu các điểm bán sản phẩm OCOP. Đây là sự kiện nổi bật trong chuỗi hoạt động triển khai chương trình OCOP năm 2019 của Bộ Công Thương. Hội nghị kết nối các sản phẩm OCOP vào các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP có sự tham dự của đại diện các cơ quan trung ương, hơn 30 tỉnh, thành phố, các hiệp hội, ngành hàng và gần 150 doanh nghiệp, hộ sản xuất sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp thông thôn tiêu biểu, các doanh nghiệp phân phối bán lẻ như Sài Gòn Coop, Central Retail, MM Mega Market, Tập đoàn Liên Thái Bình Dương, Bắc Tôm, đại diện các hãng hàng không như Vietnam Airlines, Vietjet Air, v.v. Hội nghị đã trở thành nơi gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm của các nhà sản xuất, các nhà phân phối, quảng bá và giới thiệu các sản phẩm. Nhiều hợp đồng kết nối được ký kết trong và ngoài khuôn khổ hội nghị. Theo vụ thị trường trong nước, Bộ Công Thương, hội nghị này sẽ là một trong những tiền đề để góp phần đẩy mạnh kết nối các sản phẩm OCOP, các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, các đặc sản vùng miền vào các điểm giới thiệu và bán các sản phẩm OCOP, vào các hệ thống phân phối trong cả nước và hướng đến xuất khẩu.